làm liều mang chậu bà vô trong văn phòng trồng cho nó xanh mơn mởn, mà không biết nó có sống không nữa. Ở nhà mình trồng ở trong chậu cũng vô nước luôn, nhưng mà ở ngoài sân thượng thì nó sống, mà không biết trong văn phòng nó có sống không ta. Ở đây mọi người có hay rành trồng chậu bà trong nhà không, cho mình xin một xíu cái review với. Hiện tại mình đang sửa lại văn phòng để làm thay đổi không gian nhìn cho đẹp hơn, nhưng mà nó thiếu xanh quá cho nên mình quyết định là trồng cây chậu bà. Tại vì nó đơn giản là chậu bà nó cũng dễ sống, nhưng mà mình không biết rằng là chậu bà nó có đủ không có ánh sáng mà trồng ở trong nước. Mình bỏ hết cái đất này nè, xong mình bỏ cái chậu công ty có sẵn với cái chậu thủy tinh, nó cũng khá là đẹp, nhưng mình không biết là nó có được không ta. Ở đây mọi người ai đã từng trồng chậu bà trong nhà có kinh nghiệm cho mình xin ý kiến nha. Thật sự là giống như kiểu mà văn phòng bên mình thì cũng muốn sửa lại để đón tiếp khách cho mùa cưới năm nay, cũng như là nó nới rộng ra một xíu để cho nhân viên đủ chỗ để ngồi á, và tạo được cái không gian làm việc tốt hơn. Tại mọi người biết bây giờ thế hệ sau này nhân viên mà tuyển vô á thì hầu hết là Gen Z, mà Gen Z thì coi như là sẽ có những cái gọi là tư duy thích độc lập, thích tự do, thích được tự chủ và thích được nâng cao, cho nên mình cũng phải thay đổi cho phù hợp văn hóa. Cảm ơn mọi người nha, mình là Simon Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về nghề trang trí cưới cho chúng mình làm ạ.